Cũng tại phiên họp này, Quốc hội đã nghe trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình của Chính phủ về việc đề xuất một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đưa vào nghị quyết kỳ họp của Quốc hội. Các ý kiến cho rằng hệ thống pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, một số luật và pháp lệnh do đã ban hành từ lâu nên một số quy định chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là để đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, mặc dù Chính phủ đã áp dụng linh hoạt các quy định của pháp luật có liên quan để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, đã khống chế thành công 3 đợt dịch và đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát dịch lần thứ tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh cấp bách như hiện nay, tình hình dịch bệnh có thể kéo dài và khi chưa kịp thời sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan, thì việc Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết có nội dung bày tỏ sự đồng hành của Quốc hội cùng cả hệ thống chính trị, Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời xem xét quyết định một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả hơn, kể cả dự phòng các tình huống dịch bệnh có thể phát sinh phức tạp trong thời gian đến là thực sự cần thiết.